Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bica TV. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị các bạn một mẫu xe hạng sang nhập khẩu nguyên chiếc và tư nhân chính chủ từ đầu. Giá thì vô cùng hợp lý, đó chính là mẫu xe Audi, và chính xác của nó đó chính là thương hiệu Audi Q5. Video clip sẽ có hai phần chính. Phần thứ nhất là sẽ đánh giá xem cái chất lượng của nó cụ thể ra sao. Phần thứ hai thì sẽ trao đổi về giá bán mà hiện tại đang chào bán tại kênh truyền hình ô tô Bica TV. Việc đầu tiên cũng giống như những video clip trước thì chúng ta sẽ đánh giá cái mẫu xe này thì ở khu vực đằng trước có bị tai nạn hay không. Chúng ta có thể kiểm tra qua 3 công đoạn. Một là kiểm tra cái keo chỉ ở trên khu vực nắp capo xem có vấn đề gì bất thường hay không. Hai là kiểm tra cái chi tiết hàn đính ở khu vực phía trước này. Ba là kiểm tra những lỗ tròn gia công cơ khí xem có còn nguyên trạng hay không. Cuối cùng thì chúng ta sẽ kiểm tra ở khu vực phía đằng trước này xem có bị cong vênh hay là xước móp gì ở cũng khu vực bản lề capo hay không. Đấy, để có thể kiểm tra được chính xác. Ngoài ra thì chúng ta có thể kiểm tra được ở khu vực xương tai xe hai bên, đặc biệt là khu vực bên trái và khu vực bên phải, để có thể kiểm tra được chính xác xem có bị tai nạn đâm đụng từ khu vực phía trước hay không. Đây là những cái chi tiết liên quan đến hàn đính này, rồi những cái chi tiết liên quan đến mắt vô lông này, xem có dấu hiệu gì tai nạn hay không. Ở khu vực phía đằng đầu trước là chúng ta cũng sẽ kiểm tra chi tiết toàn bộ khu vực xương đỡ ba đợt sốc trước, khu vực răng đầu để có thể bắt dàn nóng, kết nước xem có vấn đề gì bất thường hay không. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ kiểm tra cái động cơ, thì các bạn có thể để ý ạ. Động cơ được trang bị trên mẫu xe Audi Q5 thì được trang bị động cơ 2.0 lít và được trang bị tua tăng áp. Thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái mẫu xe này nó có vấn đề bất thường ở trong khu vực động cơ hay không, thông qua những cái bu lông chi tiết để bắt máy phát, máy đề, rồi những cái bu lông để bắt chân máy xem có vấn đề gì xuất sắc hay không. Và qua quá trình kiểm tra thì chúng ta có thể thấy là cái mẫu xe này thì vẫn còn nguyên trạng. Hệ thống đèn thì cái mẫu xe 2013 này thì nó đã khác so với cái mẫu xe cái form cũ hơn, đó là form của 2013-2012. Xe còn rất là đẹp. Chúng ta sẽ kiểm tra mẫu xe này xem nó có bị đâm đụng từ khu vực phía bên hông hay không. Thì thông qua cái kiểm tra cái keo chỉ ở khu vực cánh cửa này xem có còn nguyên bản hay không. Thì đây là một vấn đề rất lớn. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ càng, cụ thể hơn. Máy quay có thể hướng về những cái keo chỉ ở khu vực cửa sau bên phải cũng thế, còn rất là nguyên trạng. Nhìn chung xe này là xe một chủ từ đầu nên vẫn còn rất là nguyên bản. Chúng ta sẽ kiểm tra Audi Q5 từ khu vực phía đằng sau xem có vấn đề gì tai nạn bất thường hay không. Thực ra Audi Q5 là một mẫu xe được dành cho những giới thượng lưu, và do vậy thì chúng ta khi mà chúng ta để đặt chân mua cái mẫu xe Audi này thì gần như chúng ta cũng không quá quan tâm đến vấn đề về kinh tế. Nhưng có một điều chúng ta phải quan tâm rất kỹ càng, đó là việc xe có bị tai nạn, đâm đụng hay có bị ngập nước gì hay không. Thì đấy là một vấn đề rất quan trọng. Thông qua quá trình kiểm tra cái keo chỉ ở khu vực cửa hậu này phía trên, và kiểm tra test thử những cái gioăng ở phía dưới đây để có thể kiểm tra được là nó có vấn đề gì bất thường hay không. Đấy, kiểm tra rất là kỹ càng nhé. Ok ạ. Rồi những cái xương hông xe này nó có dấu hiệu va chạm gì không cũng là một vấn đề mà chúng ta sẽ phải kiểm tra kỹ càng hơn. Đây ạ. Cốp thì sẽ được mở bằng điện và vẫn còn hoạt động hết sức là bình thường. Đây là biểu tượng Q5. Đấy, chúng ta sẽ có động cơ 2.0T này, và chữ control này biểu tượng ở hai cầu, một trong những cái phát minh rất nổi tiếng của Audi. Phần thân xe chúng ta cũng sẽ kiểm tra cái keo chỉ ở khu vực cửa trước và cửa sau bên lái để có thể kiểm tra được xe có vấn đề gì bất thường hay không. Bên này cũng thế, chúng ta sẽ kiểm tra keo chỉ đây. Đấy. Toàn bộ những cái mẫu xe này đã được đánh giá toàn bộ những cái chi tiết liên quan đến việc mà có bị tai nạn đâm đụng gì hay không. Chúng ta sẽ cảm nhận cái mẫu xe Audi Q5 này thì sau 5 năm sử dụng thì cụ thể như thế nào.
Mẫu xe này thì về cơ bản thì vẫn còn rất là nguyên bản, bởi vì xe đi một chủ từ đầu nên toàn bộ ghế da này đấy, là được bọc nguyên bản và chưa có dấu hiệu bọc lại đấy, toàn bộ là gần như là không có gì thay đổi cả đấy. Tất cả những cái chi tiết ốp gỗ này cũng chưa có một cái vết xước, đặc biệt là khu vực vô lăng lái này thì gần như chưa có dấu hiệu mòn nhiều, bởi vì khách hàng họ đi rất là ít. Nếu trong trường hợp khách hàng đi nhiều thì những cái khu vực liên quan đến vô lăng lái này chắc chắn là sẽ bị mòn đấy. Và điều thứ ba nữa là chúng ta sẽ kiểm tra cái công tơ mét, và hiện tại công tơ mét đang đi được là chính xác là 68.036 km, km chứ không phải mai ạ. Hệ thống điều hòa chúng tôi vừa kiểm tra thì vừa ngồi lên trên xe đã thấy mát rất là lạnh. Điều hòa thì điều hòa có tới hai vùng độc lập phía trước, đúng ạ. Hệ thống điều hòa, màn hình thì chúng ta có màn hình, và màn hình hiển thị đây, khu vực phía trên này. Phanh tay điện tử đã được trang bị rồi, khởi động engine start up đây. Hôm qua tôi thấy là Audi thì cái mẫu xe A6 2009 ấy thì còn được cắm chìa đây, nhưng mà hiện tại mẫu xe Q5 thì chúng ta có engine start up đây. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe đây, hệ thống ổn định thân xe, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, gần như tất cả những cái tính năng an toàn nhất đã được hội tụ trên mẫu xe Audi rồi. Chúng ta đi xe Audi là một mẫu xe hạng sang, và điều đó là sẽ làm nên tên tuổi của quý vị các bạn trên thương trường hay cũng như trong cuộc sống. Hiện tại thì trên vô lăng lái thì chúng ta sẽ có thể thấy là đây chính là cái lẫy chuyển số trên vô lăng này, gạt mưa này, đấy, gạt mưa, rồi hệ thống đèn Cruise Control, hệ thống đèn thì hoàn toàn tự động. Tất cả những cái chi tiết lên kính cửa toàn bộ tự động hết, rất hiện đại. Chúng ta sẽ đến với cái hàng ghế thứ hai xem có vấn đề gì bất thường hay không. Thực sự mà nói, khi mà chúng ta ngồi lên một mẫu xe Audi thì thực sự là con người chúng ta có cảm giác gì đó nó đẳng cấp hơn rất là nhiều. Bản thân tôi cũng thế, mặc dù tôi chưa được sở hữu mẫu xe Audi, nhưng tôi rất là muốn một ngày nào đó tôi sẽ được sở hữu một cái mẫu xe Audi. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là mẫu xe Audi Q5 hoặc Q7. Nó sẽ làm nên tên tuổi của tôi, và làm nên tên tuổi của mỗi chúng ta. Đặc biệt là cái ghế da hàng ghế phía đằng sau này thì cũng phải nói là rất là hiện đại và rất là xịn. Chất liệu da thì phải nói là không phải chê gì cả, và đúng chất của Đức ạ, đúng chất ở châu Âu. Trần xe thì vẫn còn rất là sạch sẽ. Gần như xe này thì quý các bạn khi mà chúng ta mua xe về thì không cần phải thay thế hoặc sửa chữa lại bất kỳ một cái chi tiết nào cả để có thể sử dụng được. Cái cốp đằng sau này thì được đánh giá là rất là rộng rãi. Chúng ta có thể chở được rất nhiều những cái túi gôn hay chở rất nhiều hành lý. Thực ra bản chất là cái mẫu xe này chính là cái mẫu xe form mới nhé, chứ không phải là form cũ. Mẫu xe form mới á, chứ không phải là cái form 2012-2013 đâu. Và đây là form 2014-2015. Vừa rồi thì chúng ta có cảm nhận cái chất lượng của mẫu xe Audi Q5 này, và hiện tại thì cái giá bán của nó đang được chào bán cụ thể ra sao. Khách hàng có nhờ chúng tôi bán hộ với mức giá khoảng tầm ngoài tỷ 2 một chút. Và nếu như quý vị anh chị nào quan tâm hoặc mong muốn đi thử mẫu xe này, cũng như mong muốn sở hữu mẫu xe này, thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline của đường dây nóng của chúng tôi. Bản thân chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ quý vị các bạn, luôn luôn mong muốn được mang cái ô tô có chất lượng đến cho quý vị và các bạn. Hãy ấn like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn hơn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.